Thưa quý vị và các bạn, đưa thương hiệu của mình ra quốc tế là mong muốn của hầu hết các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, rất nhiều các thương hiệu trong nước cũng đang phải xây dựng chiến lược để làm sao có thể cạnh tranh bền vững trên sân nhà trong bối cảnh hội nhập. Và để làm được điều này, cần có một chiến lược xây dựng thương hiệu bền vững. Thương hiệu được coi là một tài sản vô hình rất có giá của doanh nghiệp. Trong xu hướng quốc tế hóa và toàn cầu hóa đời sống về kinh tế, với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt như hiện nay, việc các doanh nghiệp Việt Nam phải xây dựng cho mình và hàng hóa của mình những thương hiệu là điều hết sức cần thiết. Thương hiệu quốc gia là chương trình nhờ đó mà các doanh nghiệp ngày càng nỗ lực cải thiện vị trí của mình. Và đến nay, các doanh nghiệp đã không tham gia sân chơi một cách thụ động, mà ngày càng chủ động. Từ 30 doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia năm 2008, đến 63 doanh nghiệp năm 2014. Con số tăng lên theo từng năm, chứng tỏ nhận thức của các doanh nghiệp về thương hiệu không ngừng được nâng cao. Nếu không có cái nền tảng quan trọng nhất là vấn đề chất lượng sản phẩm, dịch vụ cao để có thể cạnh tranh, thì cái khả năng để xây dựng được hình ảnh, khả năng xây dựng thương hiệu, tôi cho rằng gần như là không có. Và trong cái bối cảnh hiện nay thì hầu hết các doanh nghiệp khi mà đã ý thức được cái vấn đề quan trọng nhất, đó là vấn đề chất lượng sản phẩm dịch vụ, thì cũng đều luôn luôn có cái nỗ lực làm sao để thay đổi cái quy mô, thay đổi cái năng lực, thay đổi cái hình ảnh của mình. Là thành viên mới nhưng Tân Đại Thành cũng cảm nhận thấy cũng đã gặt hái được rất nhiều các cái thành công do cái hiệu ứng của chương trình mang lại. Ví dụ trước đây thì khi chúng tôi ban hành ra một sản phẩm mới thì cũng cần phải có một thời gian để thích ứng được với thị trường cũng như được thị trường chấp thuận. Nhưng hiện nay thì sau khi mà được thương hiệu quốc gia thì cũng là một cái cầu nối rất là giúp cho doanh nghiệp dễ dàng hơn trong cái việc đưa các cái sản phẩm dịch vụ đến người tiêu dùng. Chương trình thương hiệu quốc gia của Bộ Công Thương chủ trì do của chính phủ đó thì cũng là một cái gần như là kêu gọi cũng như là các doanh nghiệp có ý thức cao hơn rất nhiều đối với việc là tập trung vào việc xây dựng thương hiệu cho mình, để không những làm thương hiệu của mình để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh tiêu thụ hàng hóa của doanh nghiệp mình, mà cũng là đóng góp vào những cái sản phẩm, những dịch vụ tốt cho quốc gia của Việt Nam để có thể là cạnh tranh được với những cái sản phẩm của thế giới. Các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu mạnh các mặt hàng tiêu dùng, nông thủy hải sản, thực phẩm với chất lượng không thua kém với các sản phẩm quốc tế. Tuy nhiên, hình ảnh thương hiệu Việt Nam chưa thực sự ấn tượng đối với khách hàng nước ngoài. Do đó, thương hiệu là thước đo cho sự bền vững của sản phẩm trên thị trường quốc tế. Yêu cầu đối với việc phát triển thương hiệu trong một thị trường cạnh tranh gay gắt như vậy càng trở nên cấp thiết hơn, và nó sẽ tạo điều kiện để nâng cao cái giá trị xuất khẩu của các hàng hóa và dịch vụ Việt Nam. Và do vậy thì chương trình thương hiệu quốc gia sẽ hỗ trợ và giúp đỡ các doanh nghiệp phát triển và quảng bá các thương hiệu của mình tại thị trường trong nước cũng như tại thị trường nước ngoài. Tại Diễn đàn Thương hiệu Việt Nam lần thứ 9 vừa được Bộ Công Thương tổ chức mới đây, các đại biểu cũng nhấn mạnh tiêu chí của chương trình thương hiệu quốc gia là rất rõ. Vì thế, bất kỳ doanh nghiệp nào muốn xây dựng thương hiệu của mình, cho dù ở thị trường nội địa hay muốn thâm nhập vào thị trường khu vực hay quốc tế, thì đầu tiên phải khẳng định được chất lượng sản phẩm và dịch vụ. Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thương hiệu Quốc gia, những ý kiến của các chuyên gia trên có nhiều thông tin thực tiễn. Thứ trưởng cũng cho rằng hiện nay trên 90% doanh nghiệp Việt Nam còn là doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiều doanh nghiệp siêu nhỏ, nên việc xây dựng thương hiệu Việt cho doanh nghiệp phải có giải pháp cụ thể. Hiện Việt Nam đã và đang tiếp tục ký kết các hiệp định thương mại thế hệ mới, đặc biệt là việc tham gia hiệp định TPP, nên việc xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu hình ảnh quốc gia là rất quan trọng. Nếu không có biện pháp cần thiết để xây dựng, quảng bá thương hiệu, thì các doanh nghiệp sẽ không tận dụng được cơ hội tạo ra.